hát mà rớt nước mắt luôn, điệu tới chảy nước. Con nghĩ rằng là để cho Hòa hát một cái bài mà nó vui vui với giỡn thì cũng sẽ lăn li đi đá lắm thôi. Sau khi thông báo hủy concert Nguồn Yêu Music Diary tại Đà Lạt vào hôm 5 tháng 12 năm 2020 vì dịch Covid-19, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã có buổi công bố dự án thay thế thông qua hình thức livestream, ghi hình nội bộ. Cùng với Minh Tuyết, Nguyên Hà, Lê Việt Anh, Trung Quân và Ali Hoàng Dương, thì Hòa Minzy là khách mời trong chương trình thể hiện 4 ca khúc. Buồn làm chi em ơi, chỉ là tình cờ, nếu mai này xa nhau, điều buồn nhất khi yêu. Khi bị nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường trêu chọc khả năng hát bolero, Hòa Minzy lập tức đáp trả bằng cách live ca khúc Buồn làm chi em ơi, nhưng lại khiến cho cả khán phòng không nhịn được cười ở những câu hát đầu tiên. Hôm nay thì em xin phép là sẽ được nhìn đời bài hát để hát ca khúc này. Đây cũng là lần thứ hai mà em hát bài hát này, bởi vì đây không phải bài hát của mình. Thì nếu mà có sơ suất gì thì em sẽ hát lại. Thì các anh chị sẽ xóa clip mà quay để quay lại. Buồn làm chi em ơi. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngỡ duyên mình bên lâu ai ngờ. Phô lúc anh không, em không giỡn đâu. Ý là đâu buồn làm chi. Nhưng mà chỉ khó cái là anh sang suy nghĩ ra hát, viết làm sao mà để đoạn đầu hát phô cả hát lại một lần nữa. Thì cái đấy thì nó là cái nét của em rồi. Vâng, thì không, em quan trọng cái đoạn sau ấy ạ. Cái đoạn không mất tiền ấy. Ok, hứa. Và em cảm ơn anh rất là nhiều. Và anh có mời em hát bao nhiêu album em sẽ nhận lời hết. Và em không bao giờ lấy một đồng cát-xê nào. Wow. Chỉ cần anh hứa là đã sáng tác cho Hoài Lâm 8 bài rồi thì Hòa Minzy không thể nào ít hơn 8 bài được. Em cảm ơn anh rất nhiều. Ngoài vai trò MC trong concert này, nhạc sĩ Hoa Nở Không Màu còn biểu diễn kết hợp với những ca sĩ trẻ. Được biết, concert Nguồn Yêu Music Diary sẽ phát sóng trên kênh YouTube của Nguyễn Minh Cường vào lúc 19h30 ngày 27 tháng 12 năm 2020.